Giờ cuối đã điểm. Trong đời người, từ lúc đầu sinh ra phải trải qua lão già bệnh, để rồi đi thẳng tới cái chết. Ai ai cũng phải đi qua quãng đường ấy, không có ai có thể thoát được. Có sinh thì nhất định phải có tử. Chuyện sinh tử vô thường của đời người là một thật tướng vậy. Thời xưa ở Ấn Độ, trong thành Xá Vệ, có một ông phú hộ, khổ nỗi, phú quý, không được vẹn toàn nên gia tài tuy kếch xù, nhưng tuổi đã gần 50 mà trong nhà chưa có tiếng khóc của trẻ thơ. Vì thế, ông đi cầu tự khắp nơi, quả nhiên trời xanh không phụ lòng người. Chẳng bao lâu, phu nhân có thai, và 10 tháng sau sinh hạ được một cậu bé bụ bẩm trắng trẻo. Hai vợ chồng mừng rỡ vô hạn, cha mẹ già sinh con muộn nên đứa bé là con vàng con ngọc của họ. Ngày nó đầy tháng, họ bèn mời rất đông quyến thuộc đến nhà uống rượu mừng, thật là nhộn nhịp vô cùng. Đứa bé may mắn lớn lên trong tình thương yêu chiều mến của cha mẹ. Năm cậu 20 tuổi thì kết duyên với một cô gái xinh đẹp trong làng. Hai vợ chồng trẻ thương nhau đầm thắm và cha mẹ cậu cũng rất đẹp lòng. Nhưng trong đời, người không sướng 3 năm, hoa không nở 3 tháng. Tai họa đã giáng xuống gia đình đang an vui im ấm ấy. Một ngày xuân đẹp trời, gió hiu hiu thổi, châm hoa nở rộ, cặp vợ chồng son cùng nhau đi dạo trong khu vườn sau nhà. Trong lúc chuyện trò dưới gốc cây vô u, người vợ trẻ bỗng thấy một đóa hoa đang nụ sắp nở trên một cành cây. Bèn nũng nịu bảo chồng: "Phu quân yêu dấu, chàng có thể hái đóa hoa sắp nở kia cho thiếp được không?" Nghe người vợ thân yêu ngỏ lời yêu cầu, người chồng đương nhiên vội vàng trèo lên cây hái hoa cho nàng. Nhưng khi chàng vừa đưa tay lên về phía đóa hoa, thì vô phút thay có âm thanh răng rắc của tiếng cây gãy. Trong thoáng chốc, người và cành cây hợp thành một khối mà rơi xuống. Vừa chạm đất thì tính mệnh người chồng cũng không còn. Tai nạn xảy ra quá đột ngột, khiến người vợ trẻ kinh hoàng ngất xỉu. Hai vợ chồng phú hộ nghe tin bất hạnh này, họ không thể nào tin được đó là sự thật. Đứa con trai của họ mới thấy mặt đây còn khỏe mạnh, sinh động, thì làm sao bây giờ lại có thể trở thành một cái xác không hồn? Nhưng sự thật hiển nhiên trước mặt, làm sao có thể không tin? Hai vợ chồng già kinh hoàng, đau khổ, còn người vợ trẻ thì tuyệt vọng muốn tự dẫn theo chồng. Ai biết chuyện cũng phải gây lệ thương cảm cho họ. Mai sau, chính lúc đó, Đức Phật đi ngang qua ngôi làng này để giáo hóa. Khi biết được tin này, Ngài bèn đến bảo ông phú hộ an ủi một cách vô cùng từ bi. Đời người trên thế gian, có sinh tức phải có tử, có thịnh thì phải có suy, không ai có thể làm khác được. Trong cõi thế giới ta bà này, không làm sao có chuyện có sống mà không có chết, không có xúc người nào mà có thể đi ngược lại dòng sinh tử. Con của ông bà chết đi, không phải do trời quyết định, cũng không phải do ai làm hại. Cậu ấy sống là do vì các nhân duyên hòa hợp lại, cậu ấy chết đi là do vì các nhân duyên phân tán đi, thế thôi. Giống như một người lữ khách, không biết lúc nào đến và không biết lúc nào đi. Ông bà không nên quá thương tâm, hãy để cho tâm trí thư giãn một chút. Nhưng những thánh ngôn chí lý của Đức Phật, người phàm ngu si không lãnh hội được hoàn toàn. Con người luôn luôn thấy rằng con cá nào mình câu hụt cũng vĩ đại,
đứa con nào hiểu mệnh cũng thông minh, và ông chồng nào chết sớm cũng chung tình. Vì thế, Đức Phật bèn dùng phương tiện nói với họ rằng: "Được rồi, ông bà đừng buồn khóc nữa, ta sẽ cứu sống con của ông bà." Nghe hai chữ cứu sống, hai vợ chồng mừng rỡ, khấu đầu quỳ xuống đất lạy tạ. Đức Phật đỡ hai người dậy mà nói: "Cứu sống cậu ấy không có gì khó, chỉ có điều phải đến nhà nào chưa từng có người chết để thắp ba cây hương thì mới có kết quả. Vì muốn cho đứa con đã chết được sống lại, hai vợ chồng già bèn chia nhau đi tìm. Nhưng trên thế gian, tìm đâu ra nhà nào chưa từng có người chết, hai người đành tuyệt vọng cúi đầu trở về. Đức Phật lại thuyết giảng cho họ nghe, hai người phải hiểu rõ, làm người trong thế gian này, có sinh thì phải có tử, thương yêu nhau hơn, ai hơn cha mẹ, gần gũi nhau, ai hơn vợ với chồng, thế mà có được sống vĩnh viễn với nhau đâu. Người nào tráng kiệt, mạnh khỏe tới mấy, rồi cũng phải có ngày chết. Nếu hôm nay con trai của ông bà không chết, thì tương lai cũng có đôi bên phải chia lìa." Lời của Đức Phật như hé mở cánh cửa trí huệ của hai vợ chồng già. Cuối cùng, họ giác ngộ, ở thế gian chuyện gì cũng vô thường, nên họ không còn quá bi lụy nữa.